Một chiếc đồng hồ đẹp, một thương hiệu mạnh, chữ có 80 giờ, option đầy đủ và một cái mức giá cũng rất là phải chăng thôi. Như chiếc này thì giá niêm yết của nó là hơn 20 triệu, còn với em Minh thì các bác chỉ cần là bỏ ra mức giá là 9 triệu 900 ngàn, mới 100% full box các bác nhé. Văn phòng mà đeo chiếc này thì trông quá là khỏe khoắn đi rồi các bác nhỉ, niềng băm mà, lại kim mũi giáo nữa. Model của con này thì nó sẽ là T097407260530. Chúng ta có mạ PVD chống nước 50m, máy automatic và kính sapphire. Những cấu hình cũng khá là cơ bản cho chiếc đồng hồ này, gần như là nó sẽ rất là đầy đủ rồi. Ở trong cái tầm giá mà 9 triệu 900 ngàn thì thực sự với các bác là option như thế này là quá đủ dùng. Dây da thì nó sẽ là dây da dập vân cá sấu thì cũng tương đối là mềm. Khóa thì chúng ta sẽ có một chiếc khóa bướm với logo chữ T đặc trưng của nhà T-shirt. Trang bị kính sapphire nguyên khối, niềng băm, mạ PVD màu rose gold vàng hồng, vừa khỏe lại vừa sang. Phần càng thì được thiết kế theo kiểu dạng phẳng, đánh vát cạnh, trông có cái nét gì đấy nó gai góc và nó nam tính hơn cho chiếc đồng hồ chúng ta. Núm thì chúng ta cũng sẽ thấy là một cái điều rất khác biệt khi mà nó sẽ được thiết kế theo kiểu dạng niềng trên dưới như thế này. Một phần núm khá là lạ của nhà T-shirt nhé, trông rất là khỏe khoắn, sẽ có logo của T-shirt này. Đó, và các bác có thể nhìn thấy là với phần niềng băm như thế này thì trông nó đã khỏe khoắn hơn rất là nhiều rồi. Nói qua một chút về chiếc đồng hồ này thì chúng ta nói về kích thước đi. Thì đây là một chiếc đồng hồ cũng khá là dễ đeo thôi, khi mà kích thước size của nó chỉ là 40. Đấy, lắc to lắc của nó là 48. Đúng ạ, và độ dày thì khá là mỏng. Nói chung là đồng hồ Thụy Sĩ thì bao giờ nó cũng sẽ mỏng hơn đồng hồ Nhật đúng không các bác? 9.4 thôi. Thì con này thì gần như là đại đa số cổ tay anh em đều có thể đeo được và đeo khá đẹp. Cổ tay em là 15.7 các bác nhé. Đấy, với phần niềng cũng như là phần càng trông nhiều vát cạnh và nam tính thì các bác có thể thấy là với một mẫu văn phòng nhưng lại có hơi hướng gì đấy nó khỏe khoắn nam tính hơn. Thế nên nó sẽ rất là phù hợp với bác nào mà thích một chiếc văn phòng mà có cảm giác mạnh. Đấy, và nếu các bác cổ tay to hơn thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Nói chung là một chiếc đồng hồ khá là dễ đeo thôi. Đó. Tuy nhiên thì phần càng này các bác có thể để ý thấy là phần càng của nó trông nó dữ dằn và cái độ bo tay nó chưa được tốt lắm. Thế nên là với những chiếc đồng hồ này thì đeo thì nó sẽ trông cái gì đấy nó hầm hố, nó mạnh mẽ hơn là những chiếc văn phòng cơ bản. Trang bị thì chúng ta có kính sapphire nguyên khối, các bác không phải lo vấn đề xước sát trong quá trình sử dụng nhé. Còn mặt vân của con này thì cũng khá là đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy vân này, guliche này, hình lá này đan xen với nhau rất đẹp. Cọc la mã kim được thiết kế là kim mũi giáo, một trong những bộ kim rất khỏe khoắn. Toàn bộ kim ở đây thì nó sẽ được mạ PVD màu rose gold vàng hồng để khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta nổi bật hơn. Còn cọc số sẽ sử dụng là cọc số la mã trắng. Mặt số thì nó sẽ là mặt màu đen, vì vậy mà các bác có thể thấy là cái họa tiết hoa văn cũng như là cọc kim thì nó khá là nổi trên một cái nền màu đen như thế này. Đó, thiết kế thì đơn giản đẹp, đúng dành cho những bác văn phòng mà đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ nào đó hơi hướng, nó khỏe khoắn một chút nhỉ. Mặt sau thì nó sẽ là mặt sau đáy hở, các bác chú ý nhé. Thì chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản. Bộ máy được sử dụng trên con này là C07.111 hay gọi là 80.11 Hitech Escapement 23 chân kính. Đây là được bộ máy được nâng cấp đời thứ 2. Đời thứ 3 nâng cấp lên của con này thì nó đã thêm được cái vành tóc Nivaron, nhưng mà đây là con máy đời thứ 2 cho nên nó sẽ chưa có. Và cái này vành tóc Nivaron thì nó sẽ có thêm cái khả năng chống từ. Nhưng mà về cơ bản thì ok, một cái vành tóc cơ bản như thế này rồi thì nó cũng không có gì mà phàn nàn đâu các bác ạ. Rồi thì chúng ta sẽ có kính sapphire này, chống nước 50m đủ dùng này, thân thép không gỉ, serial number. Về chiếc đồng hồ này thì đây là một chiếc đồng hồ với đầy đủ option như là cót tay, dừng kim dây và đặc biệt là chữ cót lên đến 80 giờ. Tức là nó dao động tầm khoảng hơn 3 ngày. Quá là thừa thãi đúng không các bác? Ví dụ như là các bác mà chiều thứ 6 mà ta làm đúng không? Đấy, các bác có thể để đến thứ 2 mà không cần phải chỉnh lại ngày giờ. Đó. Bởi vì với thời gian chữ cót 80 giờ thì nó đã dao động đâu đó tầm hơn 3 ngày rồi. Cho nên là gần như là chúng ta cũng không cần phải mấy khi để chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ này. Bởi vì tình trạng là hết cót. Còn chỉnh ngày thì có chứ các bác. Bởi vì chỉnh ngày thì con này thì các bác để ý nhé, lịch ngày của đồng hồ cơ thì nó sẽ mặc định là 31 ngày. Tức là tháng nào mà 29-30 ngày thì các bác phải chỉnh tay đấy các bác nhé.
chỉnh thì nó chỉ mất vài giây thôi, nhưng mà nhiều bác là quên không chỉnh là nó bị sai ngày đấy, bởi vì nó mặc định nó sẽ là 31 ngày rồi, mới 100% full box và giao lưu với các bác chỉ có là 9 triệu 900 ngàn thôi. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vợ bọn em hỗ trợ là 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới bên tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như này, mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.